Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động, Nghệ An vẫn luôn nằm trong top đầu các địa phương có số lượng người đi xuất khẩu lao động nhiều trên cả nước. Hiện nay, xuất khẩu lao động của Nghệ An chủ yếu tập trung vào các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, với những tín hiệu khả quan gần đây, lao động Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng có nhiều cơ hội làm việc ở các thị trường có chất lượng cao hơn. Sau 3 năm đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, năm nay anh Hoàng Văn Thắng ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc về quê đón Tết. Ngôi nhà mới khang trang này là thành quả những tháng ngày lao động tại Nhật. Tuy nhiên, niềm vui lớn hơn mà anh Thắng cùng gia đình vừa đón nhận, đó là anh tiếp tục được gia hạn visa làm việc lâu dài tại Nhật và được trả lương cao hơn so với trước đây. Về Tết lần này thì cái điều đầu tiên mà em cảm nhận được là cái không khí và cái cuộc sống xung quanh của mình thay đổi rất là nhiều. Với cái việc mà em lựa chọn đi Nhật thì em cảm thấy là một trong những sự lựa chọn đúng đắn trong cái cuộc đời của em. Nó mang lại cho em nhiều sự thành công, em có thể đạt được những cái mục tiêu, mục đích, kế hoạch của mình, có thể là giúp đỡ gia đình từ một gia đình nghèo mà có thể là trở thành một gia đình khá giả một tí. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 45.000 người, trong đó có khoảng 25.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất, tiếp đó là các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore. Xu thế năm 2023 thì sẽ xuất khẩu lao động sang nước ngoài rất là nhiều. Và cái chính sách của công ty năm 2023 thì rất là hỗ trợ người lao động. Thứ nhất đấy là hỗ trợ vay vốn không lãi suất. Thứ hai là sẽ hỗ trợ các cái đơn hàng thi tuyển tại Nghệ An để giảm tất cả các chi phí đi lại. Năm 2023, theo nhiều chuyên gia, ngoài thị trường truyền thống chủ yếu dành cho lao động phổ thông, thị trường lao động chất lượng cao dành cho người lao động có tay nghề cũng hứa hẹn trong năm tới khi nhiều nước đưa ra hàng loạt biện pháp đẩy mạnh thu hút lao động nước ngoài. Dự báo lĩnh vực xuất khẩu lao động sẽ bùng nổ trong năm 2023 bởi những tín hiệu khả quan từ các thị trường truyền thống đến những thị trường mới cao cấp hơn. Nhiều nước châu Âu đang tăng cường mời gọi lao động Việt Nam bằng nhiều hình thức. Là năm 2022 thì công ty cổ phần thương mại Phúc Triển Thắng chúng tôi đã đưa được khoảng hơn 1.000 lao động sang làm việc tại Đài Loan và khoảng 500 lao động sang làm việc tại thị trường Nhật Bản. Năm 2023 thì công ty sẽ tập trung vào các thị trường như truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan và công ty sẽ mở rộng và tìm kiếm thêm các thị trường khu vực châu Âu như Algeria, với các nước Ba Lan, Hungary và Romania. Huyện sẽ tập trung làm việc với một số cái doanh nghiệp, các cái công ty có cái đủ tư cách pháp nhân để tuyển dụng các cái lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt là một số cái lao động làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Và huyện sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn để rồi nhằm chấn chỉnh các cái hoạt động có cái biểu hiện vi phạm trong cái việc tuyển dụng đưa người đi làm việc ở nước ngoài. Với những tiềm năng rộng mở như thời điểm này, để việc xuất khẩu lao động đạt hiệu quả cao, Nghệ An đang tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực tốt ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp ngoại ngữ cho lao động ở vùng quê, cũng như xây dựng cơ chế hỗ trợ vay vốn ưu đãi để người lao động yên tâm khi xuất cảnh. Đây cũng là cách thức nhanh nhất để xây dựng thương hiệu lao động Nghệ An trước các nghiệp đoàn quốc tế.